Kính thưa đồng bào quý mến, đây là văn phòng Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và Nhân loại. Kính mời đồng bào nhiệt tình ủng hộ đến đây để chúng ta góp phần vào việc cứu nguy dân tộc và đất nước Việt chúng ta, cũng như cùng nhau góp phần phụ giúp làm việc cứu nguy nhân loại. Kính thưa đồng bào thương mến, chúng ta cần có đầy đủ ngân sách để làm việc. Chúng ta cần tất cả đồng bào cùng nhau phụ trợ bằng cách thỉnh những hình ảnh phép lạ vĩ đại này và đồng thời thỉnh CD nhạc tĩnh tâm. Đó là cách tốt nhất và hợp pháp nhất để chúng ta có đầy đủ ngân sách làm việc, góp phần cứu nguy dân tộc và đất nước Việt chúng ta gấp. Và đây là những hình ảnh phép lạ vĩ đại của Thượng Đế đã hiện ra.